Tôi 20. Chắc các bạn nghĩ tôi là một thằng sinh viên đã đi kiếm thêm chút tiền làm thêm. Nhưng sự thật, trong căn bếp này, tôi chính là bếp trưởng. Để anh mang đồ ra cho khách. Còn bát đũa này thì mày rửa luôn nhá. Anh chốt hóa đơn rồi, không nhận thêm khách nữa. Mà tí nữa về dọn dẹp hết chỗ này rồi đóng cửa cẩn thận cho anh nhá. Vâng ạ. Âm anh ơi, còn chuyện tăng lương thì sao ạ? Cái chuyện còn con này mày lại hỏi anh, vớ vẩn. Tất nhiên, bếp trưởng nào cũng phải có những bước khởi đầu. May là tôi yêu công việc này. Ít nhất thì hiện tại là vậy. Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi qua đời trong một tai nạn xe khách. Dì đưa tôi đến gặp bố. Ông không ở với mẹ từ trước khi tôi ra đời, nên đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bố là dân lao động, ông cũng chẳng khá giả gì. Có lẽ đây là lý do mẹ bỏ ông đi. Như ông luôn nói, sẽ yêu thương tôi gấp đôi để bù cả phần của mẹ. Nói là vậy, nhưng với người bảo thủ như ông thì... Con thầy việc học tiếp thực sự là vô nghĩa. Con muốn trở thành đầu bếp, mở một nhà hàng của riêng con. Bố bảo thủ vừa thôi. Mẹ mà còn sống, chắc chắn mẹ sẽ ủng hộ con. Mày bảo dẹ, mày có biết cho mày đi đại học là ước muốn vào đời của mẹ hay không? Lúc mẹ con cần bố, bố xuất hiện đâu, con còn suy nghĩ ở riêng con. Con sẽ sống theo cách của mình. Đấy là 3 năm trước, cũng là lần gần nhất tôi nói chuyện với bố. Nhưng ngay sau đó, tôi xin được việc làm, thuê một căn nhà, rồi chuyển ra ở riêng. Mỗi ngày đều trôi qua một mình. À, thực ra không phải tôi không có bạn. Quãng thời gian một mình đã khiến cho tôi chơi thử đủ loại game. Khoảng nửa năm trước, tôi có quen một hội trong Thiên Long Kiếm 2. Lạ một chỗ là chưa gặp nhau bao giờ, nhưng cái lũ này đặc biệt quan tâm đến cuộc sống và ủng hộ ước mơ của tôi. Và quan trọng, trong đó có Trang. Trang vào chưa? Đây, vào luôn đây. Ok. Bọn mình chơi với nhau cũng lâu rồi nhỉ? Tớ muốn hỏi là không biết cậu có muốn gặp tớ không? Nhưng tớ ở Hà Nội, cậu ở Sài Gòn, đâu phải muốn gặp được luôn đâu. Người muốn làm thì sẽ tìm cách. Tớ chỉ cần biết là cậu có muốn hay không thôi. Và đó là Trang, người luôn làm tôi bất ngờ. Theo tôi được biết thì cô ấy là người Sài Gòn, là một đứa con gái tính cách mạnh mẽ trong gia đình gia giáo. Trang bị quản lý rất chặt, không có lý nào cô ấy lại xuất hiện tại một quán ăn ở Hà Nội vào lúc 12 giờ đêm được. Lúc đó tôi chẳng thể hình dung được hậu quả của chuyện này. Là một tuần nghỉ việc liên tiếp, ông chủ sẽ phải tự đứng bếp. Chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Để nhận xét về Trang thì cô ấy giống như một cơn gió vậy, bất ngờ ập đến, cuốn tôi ra khỏi thế giới của mình. Công nhận đi chơi với Trang cũng vui. Cô ấy giúp tôi thấy được vài điều mà tôi bỏ lỡ, như chọn một cốc cà phê rồi ngồi đâu đó. Nhà hàng sang trọng hay một góc nhỏ, đủ để ngắm dòng người đang trôi đi. Quan trọng là
được ở bên người bạn thích. Các bạn có công nhận với tôi Noel là một cơ hội vô cùng hợp lý để tỏ tình không? Tôi thì khá chắc chắn về khả năng thành công của mình, nhất là khi hôm nay Trang lại là người chủ động hẹn gặp tôi. Chỗ này là... Alo, cậu đang ở đâu? Sao nghe tới đến đây? Cậu đến rồi à? Sao không vào nhà đi? Không, cậu mà không xuất hiện, đừng mong là tớ vào. Cậu cứ vào trong, rồi cậu sẽ hiểu. Ba năm trước, khi cậu bỏ đi, bố cậu vẫn luôn dõi theo cậu từng ngày. Ông luôn biết cậu ở đâu, làm gì. Thậm chí ông còn từng ăn thử đồ ăn cậu làm. Ông biết cậu chẳng có nổi một người bạn tử tế, không làm việc chỉ cắm đầu vào game. Thế là ông quyết định đăng nhập với tên Lão Hải. 3 tháng trước, bệnh tim của ông chuyển nặng, phải nằm im một chỗ, nhưng cũng không báo với cậu. Dần dần bọn tớ mới biết chuyện rồi nghĩ cách giúp ông. Quân à, có thể cậu không biết thôi, nhưng bố cậu luôn là người yêu cậu nhất. Cậu đang ở đâu vậy? Tớ có chuyện muốn nói. Tớ chuẩn bị lên máy bay rồi, tớ sẽ sang Anh du học. Trước khi đi, tớ muốn giúp bố cậu nên mới ra Hà Nội. Cậu tốt nhất nên quên tớ đi và sống tốt cuộc sống của mình. Thời gian qua, tớ thật sự rất vui. Cảm ơn cậu. Hello, hello. Này, mà khai trương yêu đá gì không? Ô, kìa hai đứa, cứ ngồi đi đã. Dạ thôi ạ, bọn cháu đi đưa quà rồi về thì có kia đưa ạ. Mình ơn nhá. Thế ông chủ cần tuyển nhân viên mới không? Ông bảo trêu tôi rồi. Ông thì đi tìm mà phải làm thuê ở quán tôi. À, mà này, Trang bị nước rồi đấy. Thế còn ông chưa? Thì cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Dốt này, hồi đấy nhá, Trang phải đồng ý đi du học để ra Hà Nội gặp ông đấy. Không ra sân bay, người ta không hết cả nước mắt. Người ta là con gái, nói vậy nhưng mà không phải vậy. Sao bao nhiêu năm rồi, không khôn lên được thế?